Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, hôm qua 16 tháng 4, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra kỳ họp lần thứ 20, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh có nhiệm vụ xem xét quyết định 13 nội dung trong chương trình kỳ họp đã được phiên chủ bị kỳ họp biểu quyết. Trong đó, bầu bổ sung 2 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, quyết định chủ trương đầu tư các dự án và giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giao phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung kinh phí cho các đơn vị, quyết định các chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2024, quy định một số nội dung định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do trên địa bàn tỉnh và thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Trong sáng qua, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông qua tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương khởi công mới giai đoạn 2021-2025. Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025. Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Sau khi nghe đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày các tờ trình, dự thảo các nghị quyết trình tại kỳ họp, đại diện các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo nội dung thẩm tra. Về cơ bản, các đại biểu nhất trí cao với các dự thảo nghị quyết. Tại kỳ họp đã xem xét bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025 đối với đồng chí Mạc Quang Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đồng chí Kiều Hải Nam, Giám đốc Sở Ngoại vụ. Chiều qua, các đại biểu tiến hành chia tổ thảo luận. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an về việc tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân, giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 1380 về việc tăng cường công tác quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố tăng cường thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Lực lượng công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền vận động toàn dân, giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chủ động tham mưu triển khai các phương án vận động thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang tàng trữ trái phép, nhất là số vũ khí tự chế trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh ngăn chặn với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, nhất là các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu chỉ đạo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các tầng lớp nhân dân về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, cũng như nguy cơ hậu quả của việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, các biện pháp chế tài xử lý của pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban Nhân dân các xã phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, tổ chức ký cam kết đến từng thôn bản, tổ dân phố và các đối tượng có nguy cơ, điều kiện, khả năng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Thưa quý vị, thưa các bạn, xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia là một trong những chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành giáo dục và đào tạo. Cùng với đó, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực để xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục bền vững. Phản ánh của phóng viên thời sự tại trường mầm non Bình Lư, đơn vị được công nhận đạt chuẩn quốc gia cuối năm 2023.
Trường Mầm non Sơn Bình được chia tách thành lập từ năm 2007. Những ngày đầu thành lập, cơ sở vật chất khó khăn, với 12 cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên cùng 8 lớp học, 180 trẻ. Sau 17 năm xây dựng đến nay, nhà trường có 39 cán bộ giáo viên, nhân viên, 6 điểm trường, 19 nhóm lớp với gần 460 trẻ. Cơ sở vật chất của nhà trường được xây dựng kiên cố và được trang bị đầy đủ thiết bị, đồ chơi, trang thiết bị dạy học hiện đại, các phòng học, phòng chức năng đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn. Mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đều cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, với phương châm lấy trẻ làm trung tâm. Tổ chức môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học phù hợp với nhu cầu, khả năng của trẻ, kích thích hứng thú, tạo cơ hội cho trẻ tham gia hoạt động vui chơi, trải nghiệm để phát triển toàn diện. Trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 nhờ cái việc mà tất cả các cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường đã tiếp thu về cái phương pháp đổi mới dạy học và đặc biệt đó là cái phương pháp giáo dục team. Thì qua cái giáo dục team thì tôi thấy là trẻ được phát huy tất cả các cái kỹ năng. Tất cả các kỹ năng và giáo viên thì là người mà gọi là hỗ trợ trẻ thôi chứ lấy trẻ làm trung tâm. Khi mà tổ chức các hoạt động mà áp dụng giáo dục team ấy thì là trẻ được tự do, thoải mái lựa chọn về các cái nội dung mà trẻ thích và trẻ được làm ra những sản phẩm của mình. Và qua đó thì giáo viên chỉ là giữ vai trò hỗ trợ và chia sẻ khi trẻ cần. Thì tôi thấy là cái phương pháp mà giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đấy ạ, thì rất là hiệu quả. Qua đó thì trẻ được lĩnh hội về các cái kiến thức và rèn được rất là nhiều kỹ năng. Cơ bản đó là những kỹ năng sống hàng ngày. Trường Mầm non Sơn Bình luôn chú trọng nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt và tăng theo kế hoạch. Mẫu giáo đạt 100%, nhà trẻ đạt trên 25%, tỷ lệ chuyên cần đạt 97,5%. 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. 100% trẻ đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần, được khám sức khỏe định kỳ. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đảm bảo về số lượng, chuẩn hóa nghề nghiệp, trình độ. 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn. Tỷ lệ giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt trên 23%. Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đạt gần 7%. Với những nỗ lực của nhà trường, nhiều năm liền, trường được Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen về các hoạt động giáo dục. Nhiều cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Với những nỗ lực đó, cuối năm 2023, trường vinh dự được công nhận là trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Nhà trường luôn tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia học các lớp nâng cao trình độ chuyên môn và thường xuyên đổi mới sinh hoạt chuyên môn. Những năm qua, nhà trường đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục nhằm huy động sự đóng góp của toàn xã hội, đồng thời thực hiện tốt việc kết hợp giữa ba lực lượng, đó là nhà trường, gia đình và xã hội, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp và tạo được động lực thúc đẩy và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Đây là động lực và là tiền đề quan trọng để nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong thời gian tới, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của xã ngày một phát triển. Một trường mầm non đạt chuẩn quốc gia phải hội tụ đủ 5 tiêu chuẩn: tổ chức nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, đặc biệt là về chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ. Trường Mầm non Sơn Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 là kết quả của sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Đây cũng là động lực để nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý giảng dạy, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế huyện Mường Tè đã khám và điều trị cho trên 17.600 lượt người, trong đó điều trị nội trú trên 1.700 lượt, ngoại trú được 13.400 lượt, khám và tư vấn 2.500 lượt. Công suất giường bệnh đạt trên 91%. Ngoài ra, Trung tâm đã khám và cấp thuốc miễn phí cho 2.100 trẻ em dưới 6 tuổi và trên 9.000 lượt bệnh nhân nghèo. Trước tình hình thời tiết nắng nóng như hiện nay, để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn, Trung tâm Y tế huyện Mường Tè đang tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch phòng chống các bệnh mùa hè như dịch sởi, chân tay miệng, cúm, thủy đậu và phòng chống dịch dại. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền người dân quan tâm chú trọng phòng chống các bệnh do thời tiết nắng nóng, nhất là người có tiền sử cao huyết áp, cúm A, cúm B, đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, triển khai các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tới nhân dân.
Từ đầu năm đến nay, để đảm bảo được năng suất chất lượng đầu ra cho chè búp tươi, các địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân đầu tư bón phân, làm cỏ chè theo đúng định kỳ để chè sinh trưởng phát triển tốt. Tích cực cử cán bộ công chức chuyên môn đồng hành hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại có thể xảy ra trên cây chè. Với tổng diện tích chè kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh hơn 7.400 ha, trong 4 tháng đầu năm, sản lượng chè búp tươi ước đạt 10.000 tấn. Để chủ động đối phó với mùa nắng nóng năm nay, bên cạnh việc đào ao, ngăn đập, xây bể, mua máy bơm ở những nơi không có sẵn nguồn nước, biện pháp chống hạn của người dân trồng chè là tích cực chăm sóc, bón phân, làm cỏ và ủ gốc cho chè bằng các loại lá cây tươi, rơm rạ để giữ ẩm. Thưa quý vị, nằm trên địa bàn xã Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, núi Giang Cưa là ngọn núi cao thuộc top 15 dãy Hoàng Liên Sơn của Việt Nam. Mang vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ với những vách đá dựng đứng, thảm thực vật đa dạng. Thời gian gần đây, núi Giang Cưa đã trở thành một điểm khám phá hấp dẫn cho những người đam mê bộ môn leo núi. Xin Suối Hồ là một mảnh đất được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu mát mẻ quanh năm, không khí trong lành và có tiềm năng phát triển du lịch mạnh mẽ trong tương lai. Bên cạnh vẻ đẹp của bản du lịch cộng đồng, thời gian gần đây, khách du lịch, đặc biệt là những người đam mê bộ môn leo núi biết đến Xin Suối Hồ nhiều hơn bởi đỉnh núi Giang Cưa nằm trên địa bàn của xã. Đây là đỉnh núi mới được khám phá và cấp phép khai thác làm du lịch ở xã Xin Suối Hồ, có độ cao là 2.852 m. Vàng vì cái thiên địa này thì các du khách đến Minh Bản Sơn chúng tôi thì cái thứ nhất là đi tham quan các hủ lăng không sơ tai, làm nhà hàng nhà nghỉ, vì cái thứ hai thì đi tham quan vườn Đại Lang, vườn Đào, vườn Tám Mèo, đi tham quan vì tháp Tổ Ông và tháp Thế Tin và tháp Tình Yêu và tháp Mai Quay Thàng. Vì ngoài ra ở trong bản thì nói chung là có một con đường từ đây leo cái núi Giang Cưa đấy là có từ bản lên trên cái núi đấy là có 5 km đường là lên leo cái núi Giang Cưa đấy, thì du khách đến với bản sơn chúng tôi thì nếu mà yêu cầu porter thì tôi sẽ bố trí porter để dẫn khách đi tham quan cái núi Giang Cưa đấy. Cái núi Giang Cưa đấy thì có cả hoa đỗ quyên, nụ hoa rất là đẹp. Cái núi Giang Cưa đấy thì năm nay thu hút du khách rất là nhiều. Để có thể chinh phục đỉnh núi Giang Cưa, những người tham gia buổi trekking đã có mặt từ sớm. Leo núi Giang Cưa sẽ xuất phát từ điểm bản Xin Suối Hồ. Trong hành trình chinh phục này, đồng hành cùng đoàn trekking sẽ là những poster có kinh nghiệm leo núi. Những người tham gia buổi leo núi sẽ cần phải vượt qua hệ thống đường mòn nhỏ, ngoằn ngoèo, khó đi cùng địa hình hiểm trở của những vách đá dựng đứng để lên được tới đỉnh. Đây là hành trình khó khăn và đầy thách thức nhưng cũng không kém phần thú vị đối với những ai ưa mạo hiểm. Trên đường trekking, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp từ thiên nhiên như cánh rừng nguyên sinh xen lẫn thảo quả, những rừng trúc và các dãy núi đá đẹp, vách đá dựng đứng cùng rừng hoa đỗ quyên đang đổ nở rộ, làm nao lòng khách du lịch. Leo núi Giang Cưa là một chuyến trekking khó nhưng cũng rất đáng trải nghiệm. Người leo sẽ cần chuẩn bị kỹ càng về thể lực, trang bị và tinh thần để chinh phục được ngọn núi này. Em dẫn khách được 6 năm rồi. Em là chuyên dẫn các công ở mấy công ở Lào Cai và Lai Châu. Thì công dài nhất là Pusilung và Nang Cang Hua Tao là phải đi 3 ngày 2 đêm. Còn mấy cái công ngắn nhất ở Lai Châu là sẽ đi tầm khoảng 2 ngày 1 đêm. Còn công ngắn nhất nữa là mình có thể đi trong ngày. Đối với khách thì phải chuẩn bị để lực dây dép để đối với để leo. Sau gần 5 giờ đồng hồ, đoàn leo núi đã leo đến đỉnh Giang Cưa và thu gọn vào tầm mắt là vẻ đẹp của núi rừng bao la, hùng vĩ, có phần bí ẩn bởi mây mù bao phủ. Du khách không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ sắc màu của loài hoa đỗ quyên và trực tiếp lưu lại những bức ảnh đẹp làm kỷ niệm. Mọi khi thì chỉ được ngắm đỉnh Giang Cưa qua phim ảnh thôi, và hôm nay thì qua hành trình 5 giờ đồng hồ leo núi thì rất là phấn khởi, rất là cảm thấy rất là nhiều cảm xúc, bởi vì là trên đỉnh Giang Cưa thì rất là đẹp và có thể phóng tầm nhìn ra toàn bộ cái khu xung quanh, và đặc biệt là
có cái hoa đỗ quyên nở rộ rất là đẹp, và mọi người có thể lên đây check in, và tôi cảm thấy rất là phấn khởi và rất là vui khi được ngắm cái phong cảnh rất là hùng vĩ của non sông đất nước Việt Nam ta. Qua bạn bè cũng như anh em bản xứ ở đây họ truyền thông thì mình cũng biết qua cái núi Giang Cưa, thì hôm nay nó cũng là cái lần trải nghiệm đầu tiên. Nói núi Giang Cưa quá đẹp, hoa rất là to và rừng còn nguyên sinh, giữ nguyên cái nguyên sinh của rừng. Và qua cái lần đi này thì mình thấy là bà con nơi đây này họ rất là nhiệt tình, chu đáo, thân thiện, và món ăn ở đây thì rất là tuyệt vời. Và qua lần đi này thì mình sẽ giới thiệu đến nhiều người, nhiều bạn bè của mình để biết đến cái núi Giang Cưa và họ sẽ tìm đến nơi đây. Trekking núi Giang Cưa là một trong những hoạt động thám hiểm cực kỳ thú vị mà bạn nên bổ sung vào cẩm năng du lịch của mình nếu muốn khám phá một vùng đất hoang sơ, kỳ vĩ nhưng cũng không kém phần thơ mộng. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 4, tức ngày 7 tháng 3 âm lịch, tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Ban tổ chức Dỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng, tri ân công đức các vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Đây là một trong những hoạt động nhằm tôn vinh giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng thời phản ánh những nghi lễ truyền thống được duy trì và bảo tồn từ hàng nghìn năm nay. Ngay từ sáng sớm, các đoàn rước kiệu đã có mặt tại sân trung tâm lễ hội, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, khiến không khí nơi đây trở nên tấp nập, rộn rã. Lễ rước kiệu năm nay tiếp tục có sự tham gia của 7 xã phường thị trấn, vùng ven khu di tích là các xã Hy Cương, Chu Hóa, Hùng Lô, Kim Đức và phường Vân Phú của thành phố Việt Trì, xã Tiên Kiên, thị trấn Hùng Sơn của huyện Lâm Thao. Trong tiếng trống hội âm vang, tiếng nhạc xanh tiền rộn rã, các đoàn rước kiệu lần lượt vào khu hành lễ. Đi đầu mỗi đội hình là đội múa sư tử. Tiếp đó là các đội rước quốc kỳ, cờ hội, đội rước biểu dấu, bát bửu, đội diễn trò và đội kiệu. Mỗi cỗ kiệu đều gắn liền với những câu chuyện, những huyền thoại từ thời Hùng Vương dựng nước, được người dân gìn giữ như báu vật, minh chứng cho lịch sử lâu đời của làng. Tôi rước kiệu là 5 năm nay rồi. Đấy, thế là ngày hôm qua là làng tổ chức lễ hội làng, rước kiệu quanh làng các bạn. Nhưng mà người dân là nói chung là tất cả của mọi người dân Hùng Lô là đi là hơi mệt, nhưng mà ngày hôm nay là được đi vào đền đây là cũng là rất là phấn khởi, mà cũng là phấn chấn hết cả mọi người. Với cái lễ rước kiệu của là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương, đối với bản thân em thì là một người trẻ rất vinh dự và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ rước kiệu của xã, và cũng rất mong muốn sau này sẽ còn sẽ truyền lại những nét đẹp văn hóa đó sau cho những cái bạn lớp trẻ sau thì lên nữa. Cùng với rước kiệu, điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn múa lân sư rồng độc đáo do câu lạc bộ lân sư rồng Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội biểu diễn. Sắc màu sặc sỡ của trang phục, tiếng trống, tiếng nhạc rộn rã cùng những động tác múa điêu luyện làm cho không khí lễ hội thêm phần náo nhiệt, phấn khởi, thu hút đông đảo đồng bào du khách tham dự. Vâng, năm nay em đến với đền Hùng cảm thấy không khí rước kiệu rất là đông vui, nhộn nhịp. Không khí là rất là tuyệt vời. Tôi thì năm nào cũng là đi lễ đền Hùng vì là tôi là người ở đây, người ở Thanh Thủy, Phú Thọ. Nhưng là năm nay là tôi đi vào ngày lễ là tôi thấy không khí là quá là tuyệt vời, náo nhiệt, đẹp. Sau 14 năm liên tiếp tổ chức, lễ rước kiệu về đền Hùng đã trở thành nét đẹp văn hóa độc đáo, góp phần tái hiện lại các hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của cư dân vùng đất tổ. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò làm chủ của người dân trong giữ gìn và thực hành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại như cam kết với UNESCO. Sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân đã thể hiện tính cộng đồng cao, tư tưởng hướng về cội nguồn của lễ rước kiệu. Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đến đông đảo du khách trong và ngoài nước, góp phần vào thành công chung của Dỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024. Bản tin khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.